Một ngư dân Việt Nam bị tuần duyên Malaysia bắn chết. Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia đã bắn chết một ngư dân Việt Nam và bắt giữ 18 người khác với lý do những người này đã chống trả buộc họ phải tự vệ. Sự việc xảy ra trong đêm ngày 16 tháng 8 ở tọa độ chưa được công bố. Trả lời câu hỏi phóng viên về khả năng khẳng định thông tin trên báo chí nước ngoài thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 17 tháng 8 cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin nói trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã liên hệ ngay với các cơ quan chức năng của Malaysia để xác minh và làm rõ sự việc, đồng thời xác minh nhân thân của các ngư dân để có cơ sở đấu tranh với các sai phạm và tiến hành các biện pháp bảo hộ đối với ngư dân bị thiệt mạng. Trước đó, thì cơ quan chấp pháp biển Malaysia, được gọi tắt là MMEA, cho biết trong một tuyên bố, thủy thủ đoàn 19 người Việt đã tấn công tàu chấp pháp của Malaysia bằng các vật cứng và các vật dễ bắt lửa trước khi đâm vào tàu Malaysia. MMEA cũng nói sự việc xảy ra tại vùng biển ngoài khơi tiểu bang Kelantan, buộc các nhân viên tuần duyên phải nổ súng tự vệ và khiến cho một người bị thương và sau đó đã tử vong. Thi thể của ngư dân thiệt mạng sẽ được đưa tới bệnh viện để khám nghiệm, trong khi những người còn lại đã bị bắt giữ và sẽ bị điều tra về các tội khác nhau, bao gồm tội đánh bắt cá bất hợp pháp, xâm nhập bất hợp pháp và âm mưu giết người. Trang Twitter của MMEA sau đó công bố các hình ảnh mà Malaysia cho là hậu quả từ việc tàu cá Việt Nam đã chống trả. Một hình ảnh khác cho thấy cảnh báo đài Malaysia đang ghi hình cảnh việc tàu cá Việt Nam bị dắt vào bờ.